vi vu trên những con phố của Hà Nội và thưởng thức những món ngon là một trải nghiệm thú vị. Hôm nay chúng mình hãy cùng lang thang trên một vài góc phố ẩm thực của Hà Nội nhé. Điểm dừng chân đầu tiên là phố cổ. Ngay trên con ngõ nhỏ Tạm Thương là hàng loạt quán nem với những khay nem giòn rụm, ăn kèm khoai tây chiên vàng, xoài xanh cùng củ đậu chấm muối ớt. Đây là món ăn khoái khẩu của đám trẻ. Cách đó không xa, trên phố Hàng Gia là những quán bún riêu với nước dùng dịu ngọt, thanh mát, gây kích thích vị giác. Ngang qua những ngõ chợ của Hà Nội, ta có thể dễ dàng tìm thấy những quán vịt bình dân. Những quán vịt ngon thì nhiều vô kể, có thể kể đến vịt Quán Thánh, vịt Hai Bà Trưng, Mỹ Đình, vân vân. Đơn giản và nhanh lẹ nhất là món bún vịt măng cày. Tiếp theo, một món ngon không thể không nhắc đến khi đi lang thang thăm thú Hà Nội, đó là món bún ốc. Bún ốc ngon ở Hà Nội có thể kể đến bún ốc ở phủ Tây Hồ hoặc tại nhiều con phố cổ như Hoè Nhai, Lương Ngọc Quyến, Đặng Dung. Và đặc biệt, nếu muốn thưởng thức đầy đủ các món về ốc thì chúng mình nên ghé qua Hà Đông nhé. Ở đây có rất nhiều quán bún ốc gia truyền như bún ốc Bia Bà, bún ốc Bà Sâm ở phố Dương Lâm, hay như bún ốc gia truyền Khương Thượng ở 21 Nguyễn Viết Xuân với cách nấu cùng chuối đậu om rất truyền thống. Nếu vẫn loanh quanh bún ốc ở phố Tây Hồ, ta cũng có thể tranh thủ thưởng thức thêm món bánh tôm phố Tây Hồ thơm ngon, giòn rụm cùng dưa góp và nước chấm chua cay mặn ngọt, rất là tuyệt. Nói chung, ở phố Tây Hồ có rất nhiều món ngon. Ngoài bánh tôm thì có thể thử thêm bánh đúc, bánh bột lọc. Hà Nội có quá nhiều món ăn ngon mà tôi không thể kể hết, nên nếu bạn không có nhiều thời gian thăm thú nhưng lại vẫn muốn thưởng thức được thật nhiều món ngon thì theo tôi, tốt hơn hết là bạn hãy ghé tới chợ Nghĩa Tân hoặc khu vực phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy nhé. Ở đây sẽ có đủ món từ ẩm thực truyền thống của Hà Nội như bún chả, bún ốc, nem lụi, gỏi cuốn, miến trộn, cho tới các món ăn hiện đại như sushi, sashimi, vân vân. Nếu dễ ngán với các món chiên, rán thì các món cuốn và sushi, sashimi trên phố Tô Hiệu có thể khiến bạn hài lòng bởi sự thanh đạm và tươi mát của thực phẩm. Đồ ăn ở đây được bày trí đẹp mắt, ngon miệng và rất dễ cuốn hút đối với thực khách. Những địa điểm ăn uống ngon ở Hà Nội rất quan trọng. Đó không chỉ là nơi chúng ta có thể thưởng thức ẩm thực, còn là nơi chúng ta có thể gặp mặt, hàn huyên, tâm sự. Cuối cùng, hãy cùng nhau trải nghiệm và hàn huyên bên những ly trà hay những ly kem mà ta dễ dàng bắt gặp trên các đường phố ở Hà Nội để chuyến du ngoạn ẩm thực của chúng ta thêm trọn vẹn nhé. Một địa điểm uống trà lý tưởng đó là trên phố Nguyên Hồng. Cuối cùng,
chúc mọi người sẽ có những hành trình khám phá ẩm thực thú vị hơn nữa.